đã từng đến Hà Nội chắc chắn không thể nào quên được khung cảnh đẹp của Hồ Tây. Điều đặc biệt ở đây là xung quanh đây có rất nhiều món ẩm thực độc đáo. Hãy cùng tôi khám phá món phở cuốn nổi tiếng nhất ở làng Ngũ Xã, Hồ Tây. Đây là phố Ngũ Xã. Hồi xưa phố này nổi tiếng vì nghề đúc đồng truyền thống. Bây giờ chỗ nào mình đi cũng có hàng phở cuốn, chắc là món ăn ngon nhỉ. Để mình đi và xem là như thế nào. Chị có thể cho em biết cái bí quyết để làm phở cuốn ngon như thế? Phở cuốn ngon thì quan trọng là tất cả các nguyên liệu đều phải tươi. Thì là nguyên liệu gì? Ví dụ như bánh phở này, có thịt bò tươi, thái nhỏ và sau đó là mình ướp gia vị, xào với cả tỏi, cuộn cùng với rau xà lách. Xà lách. Rau xà lách, còn cái này là rau mùi. Nhưng phở cuốn quan trọng nhất đó là nước chấm. Nước chấm. Chị mua những nguyên liệu này ở đâu? Mình có thể chọn được ở rất nhiều chợ, ví dụ như gần đây có chợ Châu Long. Chị có thể dạy cho em làm phở cuốn theo kiểu nhà chị được không? Được. Em đi thấy làm việc này khó không? Khó, bởi vì nha, em không biết cuốn chặt như chị như thế nào, nhưng mà em đang cố gắng. Được không? Được, ok. Đây là kết quả sự trải nghiệm của mình. Mặc dù những cái này không đều và không đẹp như những cái chị từng làm, nhưng mà mình rất là hài lòng. Đây là một đĩa phở cuốn do chính bàn tay của mình làm. Bây giờ mình ăn thử một cái nhé. Nhạt quá, không có hương vị gì cả. Đúng rồi. Thiếu cái gì? Đó là thiếu nước chấm. Nước chấm. Phở cuốn ngon ở là nhờ nước chấm. Thì bây giờ chị dẫn cho em làm nước chấm nhé. Ok, mình sẽ pha nước chấm. Nước chấm. Nước chính. Sau một chút đưa. Mình hòa cho nó tan nữa. Sau đó mình chỉ xong ba di, xì dầu. Ngon là ở cái công thức gia truyền. Đây là giấm trắng. Khi các thứ đã hòa được với nhau rồi, mình sẽ dùng đu đủ. Nguyên liệu này thì nó tạo ra cái hương vị thì... Cái đu đủ này mình ăn nó là ghém. Khi mình ăn vào cùng với phở cuốn thì nó sẽ không ngấy. Okay. Bây giờ không biết khi nào chấm phở cuốn vào đây nó sẽ có hương vị như thế nào. Đem mình xem thử nhé. Quá ngon luôn. Phở cuốn này có nhiều nguyên liệu khác nhau. Bánh phở này, thịt bò này, rau thơm này, mà trước hết quan trọng nhất là nước chấm. Những nguyên liệu này tạo ra một món ăn thực sự đặc biệt của Ngũ Xã Hà Nội. Thực sự cảm ơn chị vì chị dạy cho em làm phở cuốn của Ngũ Xã. Và nó thực sự rất là ngon. Cảm ơn chị rất nhiều.